Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Ơi cục máu kìa. Lên trên nha. Yo. Chúng mày chỉnh này. 19 hai team khác nhau, có long tước, hai con long tước, một con cung lươn luôn. Ok. Wow. Bên thương nhân treo nha. Một tem thôi. Giành treo luôn. Trời ơi. 19 hai con long tước nó xả chắc là má. Vậy bộ chơi hết ông áo bộ. Kìa thương nhẫn nè. Giết này luôn, giết luôn, đánh thường luôn anh em, đánh thường luôn, nó chết rồi. Này, hết rồi. Vậy bộ. Vậy hết chưa hết ăn bờ bộ. Lỗi, bình tĩnh. Có vô lỗi gì anh em ơi. Rồi, ông ao game luôn rồi. Lỗi cái buồn. À, ở dưới chắc hết luôn rồi. Dưới hết rồi. Đây, tôi hầm nhỏ chứ cả. Ơi, tụi nó đầy cày hết rồi anh em. Ở dưới đầy cày. Lên trên đấy, Từ, công lôn chuẩn bị chạy lên mình đó, cẩn thận, khoan nha. Tôi đang thăm dò ăn cắp đồ đó ngay. Có máu à. Ờ, ở dưới là có ngũ độc công lôn với là con lông tước. Ở trên là có Minh Giáo, Bá Đào với là con nào nữa. Nó chạy đâu quánh được không? Hả? Đánh lên trên đi. Ở trên là có Minh Giáo á, Minh Giáo không, nó không chạy đâu. Team đó là nó nãy là qua là cái team khác đúng dí á nha, chứ không phải là team. Quánh bên đây mua đồ, quánh bên đây mua đồ, bên đây tìm treo nè. Chưa, từ từ để tôi thăm dò coi. Rồi nha, khoan nha. À, có long tướng nào qua được nè anh em. Qua. Rồi, ông Tu ra chuẩn bị chạy nha. Gì vậy ba? Qua người ta qua. Gì ba? Không phải vậy, cái dòng lỗi hai cái rồi đó. Ai. Đóng 13 xu không được xíu nào luôn á. 13 xu à. Thôi nhai 13 xu chơi cua miếng đi nhai. Trời, tôi có 23 xu à. Máu quá. Ok. Ủa. Ai cho nhai vậy? Tôi chạy. Rồi mua bí kíp cái chạy anh em. Mua ngựa chứ quên, có bí kíp rồi. À cho. Máu nữa, ăn luôn rồi. Vậy ba. Vậy bộ. Đứng ngay chỗ đó. Đầy máu nữa. Máu nữa nè. Đánh đi. À đánh trên. Ở trên có con Minh Giáo nha, từ nha. Từ nha. Quánh luôn. Quánh luôn. Đánh hoài. Này nè. À bắt đầu. Bắt đầu nè. Ơi cục máu dưới đây. Dạ của mình ăn máu đây, tôi ăn máu đây cho. Coi chừng ở dưới lên nha, long tước các kiểu á, hết chiêu đó. Vì ông nội này can máu hoài ba. Từ chứ, từ, tôi, ông thấy tôi yếu máu không ông? Ông kỳ vậy. Có nghĩa là sao thiệt luôn. Nhiều lần kinh nghiệm ông Tokoda chết hiểu nên giờ bây giờ ông. Ờ, ông có nhiều ông dồn hết luôn á, ghê thiệt. Mình nay đi sao đánh cẩn thận mình đi sao thôi. Bên mình, hối nữa. Ai cái tụi bên trong của mình là nó đi quét đó nha anh em. Về mau tượng. Có con dương môn chuẩn bị móc ra nè. Cả có cục máu kìa, ăn luôn đi em nội. Cái rương kìa. Ai, chạy anh em ơi. Nó chạy, nó lướt kìa. Ngũ độc chết nha. Còn long tước nha. Sao? Hết máu, tôi hết máu rồi. Về luôn. Đánh luôn. Tôi hết máu nha. Thằng kia chết chưa vậy? Nó về lại dưới. Không, ở dưới không thấy nó. Chưa. Con long tước chết luôn. Ra bỏ lên đi. Còn một con luôn à. Long tước đang ở trên đây quýnh nhau nè, bên trái mình đang quýnh nhau với thằng nào nè. Tôi còn có chấm máu không dám qua. Máu đi. Ở bức tử luôn mà. Sao nó cho được không, tôi qua luôn. Không được đâu. Trời ơi, ít đâu, bình thường. Khi mít đồ xanh tí. Giờ máu đi cô, nó quánh lộn ông chết á. Ừ. Nó qua nha, có thể nó qua mình đó. Máu khu 7, máu khu 7 okay, 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 okay. Bên trái mình có hàng dương môn. Nhảy kinh công liền nhanh kinh mã. Ai bên cả, bên trái có dương môn, long tước nó hết chiêu kìa anh em. Có qua trái không, dương môn, long tước thiên. Từ nha, tôi thăm dò cái nữa. Từ. Nó chạy rồi, nó chạy lên này. Ủa
mới thấy có con à, à, nó trên đây, nó ở bên trên mình, bên trên đây nè, có lên không? Có thể là nó hồi chiều lại nha. Mở đường chưa, mở đường chưa? Rồi rồi rồi. Từ từ, để tôi hỏi cái, tôi hỏi cái chiêu kia, tôi lên tôi coi thêm lần nữa là biết à. Cái hàng Dương Môn nó hồi chiêu cuối rồi nha, bảy giết rồi đó. Nó full rồi anh em ơi, nó full máu rồi. Ờ dạ 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 dạ, up thiên nhân đi. Ờ dạ, up thiên nhân đi. Go go. Một cái kiếp anh em ơi. Một cái kiếp anh em ơi. Bốc máu thì ông tôi lan lẹ. Đâu đâu rồi. Nhưng trong cua tôi không ăn. Ờ, tốt bụng ghê trời, cảm động kinh dị luôn á. Phải thiệt, cảm động ghê. Ai coi chừng nha, coi chừng qua nha anh em. Coi thử 8 nha. Tôi thử 8 nha. Ờ rồi. 8 trống, lên đánh quái, tôi mở cái rừng nha. Mở đi, mở đi, tôi chạy hâm dò cái. Cẩn thận nha anh em ơi. Ok ok. Bên trong nguy hiểm nha nhai, ở trên có hàng ở nhai, nó mới xuống ăn đồ á nhai. Nó ăn đồ, nó ăn đồ. Nó qua, nó qua. Ờ, chạy đi, chạy đi. Nó bất tử nữa. Nhai ơi, nhai ơi, nhai ơi. Qua qua bên trái nè nhai, lụm thằng Thiên Sơn nè nhai ơi. Thiên Sơn dưới đây nè nhai, dưới đây nè, dưới đây nè. Có thằng Thiên Sơn, có thằng à. Ok. Kèo thơm giảm kèo, không kèo tu, kèo ông nhai ba. Đó, ông yếu đuối quá nên thôi, chia tay đi. Ông nhai ông phải mạnh hơn. Không mất mất câu ông mất máu cái ông đi ăn máu nữa mệt lắm. Ôi tụi nó bảo kết hết trơn luôn rồi kìa. Lại luôn. Ôi cái team đó mạnh đó nha anh em. Thiệt luôn á. Team đó nhai xử con thiên giùm cho nhai. Tôi canh móc lớp thằng thiên nhẫn ấy, thằng Dương Môn cho. Ê còn không thì mình nhào vô quốc thằng Long Tước chết trước đi. Thế là con cua ngồi chơi hay sao? Đó, ông vô thì cho Long Tước xả ông thì ông búp bị ít ra cấu máu nữa được rồi. Nhiệm vụ ông quá cao cả, muốn gì nữa ba? Một á. Một, coi chừng nhảy á. Một bên em nha. Ok. Hàng Long Tước, hàng Thí Yên với lại hàng kia đều có bất tử, ý gì có tỷ lệ bộ kích thích nha. Vuốt là ngáo luôn á. Nè cho ông Tokuda quýnh bên giá đó nè. Lo chơi liên quân. Ơi ông Quang Phạm giờ chơi liên quân rồi kìa, bãi nồi. Lên 2 anh em ơi, lên 2 up 9 nè, 9 có tèm yếu máu. Lên 2 đi, lên 2 đi, nó nhỏ nhỏ thôi. Ờ ok ok, lên 2, lên 2. Lên 2, lên 2, lên 2 đi. Ê chơi một vòng anh em ơi. Chơi đâu có gì chiến được rồi. Trời ơi, chơi team nhỏ quá. Chơi anh team nhỏ ghê, thằng Long Tướng, Bá Đao với lại thằng Đồng Thị. Nhỏ lắm. Là yếu máu đó. Ai tập trung 2 đi, tôi qua. Vậy vậy tập trung 2 đi, tập trung 2 đi. Qua bóc lớp, bóc thằng Đồng Thị luôn. Ở trên. Mười ở đây. Ở trên có tên treo, ở trên có tên treo. Khoan nha. Được nha. Rồi qua bóc luôn anh em ơi, qua bóc đường nha. Được nha. Qua luôn anh em ơi, đâu rồi? Ngon luôn mẹ. Ôi, nó giúp tôi. Ơi, nó giúp tôi anh em ơi. Hết máu rồi. Giờ lại 2 thôi. Anh tôi ra về 2 nha. Quăng pha chí vô mình em. Này em phải nhường cục máu cho tôi nha. Tôi mất 7 hết rồi đó. Ở trên mình có tem treo nha. Tàn kiếm mới là phá gì đó không biết. Tàn kiếm thiên nhẫn. Ở bên 11 sẽ có ngà mi. Với cái vậy gì đó. Ở đây có rương không có máu. Ê tôi chạy xuống tôi mua đồ một cái. Mua đi. Có ai không tôi mua với. Không có ai hết. Đấy nháy. Đây. Không ghê lắm. Cái bình tĩnh. Tôi mua có biết kiếp bà ba. Đâu mua nhiều đâu chị. Ôi, ai tin được ông. Không tin được. Là cha đi. Ồ, xíu máu này quá. Thiệt luôn á. Tôi thấy. Đó, nãy tôi đó, tôi vô có combo à, tôi muốn bốc hơi luôn á. Hên á. Thôi ngáo rồi, phải nồi. Rồi, lên 10 anh em ơi. Ghê à. Từ từ nha. Từ nha. Từ anh em, từ tỉnh. Trên đây coi ơi. Ôi cái bàn thiên nhẫn. Long Tước. Tàn kiếm. Thiên nhẫn, cái bàn, Long Tước. Gì? Sao quýnh ba? Đông lắm. Long Tước nè, Long Tước nè. À, thiên nhẫn với lại con tàn kiếm, nó treo con khỉ nó quýnh như cái máy điện ở chảnh kìa. Vậy là cái bàn mới vào up team đó đó chứ bên đó có gì ta? Tàn kiếm. Đúng tàn rồi. Kiếm với thiên nhẫn à. Có thêm con Long Tước luôn anh em. Long Tước nó mới qua nữa kìa. Máu đi quấn trên đi. Dạ quấn trên đi. Ừ. Từ từ nha. Quấn luôn.
cục cục gì đây? Quá luôn, quá luôn. Ai bức tử nè, bức tử nè, để tôi vô. Ô vô 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 vô, tôi tặng cho, tôi tặng cho. Thiên nè, Thiên nè. Ê, tìm hồi nãy nè, Rồi, chết hai. Ê. Còn hai con này. Còn Diêu Môn. Giết nó. Chạy đâu? Chạy đâu em? Được rồi, ăn cắp vô được đi, nghe trận đầu. Kè kè nhai, nhai. Ôi, trời ơi, trận đầu kìa bà nội. mới mở cái bản đồ lên, Ai 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 hết chiêu, tôi hết chiêu nha. Bỏ hết chiêu. Đây tôi bán qua sơn này đánh luôn. Đánh qua sơn rồi luôn. Rồi, nó lại về nữa rồi. Quất nó luôn. Quất luôn. Ok. Bình tĩnh. Rồi xong. Ê con thằng khác nha. Có thằng tìm kiếm khác á. Bao kích nha. Ok. Ủa vậy là Dư Môn chạy được hết ta chứ chạy. Chết rồi. Trời ơi Dư Môn sao chạy với tôi? Trời ơi sao chạy với tôi? Đúng đầu cái kiểu. Ông này tôi học ghê luôn á. Vậy hai kìa. Ai con Thiên Nhẫn nha anh em. Ơi Thiên Nhẫn ở bên chính nha. Ê Thiên Nhẫn ở chính nó đang mở ấu tượng anh em ơi. Qua một lớp không? Từ từ nha. Từ từ. Rồi qua nè. Đâu rồi? Nè. Trời ơi. Nó chạy rồi. Tôi đang mở kênh nè, tôi đang mở. Ừ. Nó còn xíu máu. Nhiều. Nó còn xíu máu à. Thiên Nhẫn á. Ông nhai đâu rồi? Ông nhai sợ ông nhúng qua, nghe Thiên Nhẫn sợ ông nhúng qua sao vậy? Ê né ra nha, đứng chung là chết á. Em tôi không đào cho. Ôi tôi sợ luôn á. Nó chạy vô trong nè, tôi kiếm nó cho. Ai đi chung với ông kia đi ông nhai ơi. À ở bên đây có cục máu nè. Qua bên đây tôi bảo kê cho nè. Qua bên đây tôi bảo kê cho nè, nãy giờ. Thằng Thiên Nhẫn nó chạy mất tích nè anh em. Mất tiêu luôn á, không thấy nó luôn. Máu đâu nhiều với ta. Mới nhà tôi hồi đại não không nhận nó móc tôi chết luôn á. Nó móc chết đó nha, không đùa được đâu. Thôi về lại. Chứ tôi nói thiệt chứ tôi đâu có đùa. Mới mở. Ê mình đứng chậm lại đi cho nó móc chơi anh em. Đứng đây nè, đứng gần tôi nè. Ừ đó. Nghĩa mộng anh em ơi. Anh em ơi. Ăn hủ rồi nha ơi. Một không ai nha, một ổn nha. Qua tám không? Qua tám đi, tám đi, ai tám con cô độc nha, tám con người á, tám con tim nha, tám con người nha, cẩn thận. Qua luôn. Lên chính này. Con cô độc nha, cô độc cung lôn nha. Nó chạy lên trên này, á. Ờ, nó chạy đi đâu rồi? Nó chạy đi quét rồi, tim nó chạy đi quét rồi đó anh em ơi. Có cục máu kìa. Tập trung lại nha, đi lẹ chết cái chịu nha. Từ từ nha. Từ từ tập trung 10 đi. Nó ở 2 đó. Không, 2 trống rồi, 2 ổn rồi. Nó ở khu khác rồi. Qua 3 thử anh em. Đi qua 3 thử, qua 3. Từ từ nha. Để cô qua trước cho. Không, 3 không luôn. Nó đi quét rồi, Đi quét ở đâu rồi? Đi quét trong rồi. Từ từ. Đừng có đi lẻ nha. Hết chiêu nha. Đi qua luôn không? Qua luôn. Mua đồ luôn đi anh em, Có thằng cung lôn đằng kia. À, cô độc. Cẩn thận nha. Bên sáu trống nè. Tụi nó đeo hết ta. Nó quét ở trong rồi, nó đi quét. Nó bên 8 rồi. Không có 8 luôn, 8 không có. Rồi đi quét trong rồi. Nó đớp về. Bỏ đi. Không tụi tao không chạy mình nè. Chết đầu anh em. Ok. Hết chưa? Gì em bất tử luôn ghê ba. Thằng nào có bất tử chạy kìa. Chờ tụi nó tốt hết trơn anh em ơi. Vậy là tụi nó giờ trốn khu 11, 12 á anh em. Không tôi trong luôn. À nó bút ở trong hả? Ờ trong... con Thiên Nhẫn á. Ờ Thiên Nhẫn hồi nãy mình giết không được đó. Thiên Nhẫn một tem. Cho đi ké em nha ơi. Rồi xong rồi. Mấy bạn đâu rồi ta, mấy bạn bên năm à. Mua đồ cái nha anh em, mua đồ rồi Quýnh nha. Cái team đó team 3 hay team 2 anh em? Team 2.
cùng hai đúng không? Cùng lô. Thì nhận. Vậy là còn một tem à, ngũ độc cùng lô. Vậy còn một tem nữa nào đâu? Đúng rồi, còn tem nữa. Ngũ độc cùng lô đang đứng ở khu số 5. Số 5 đúng không? Ok. Tem đó dồn thằng cùng lô trước nha anh em. Ông kia canh ngũ độc nha. Không, tôi đứng chơi à. Từ nó về khu 4 rồi nha anh em ơi, từ nó về 4 rồi. Vậy mình ở bên cái mình nhánh thoại thôi, mình về bột đi, giờ mình là về bột đi, về bột đi. Nó lên ba nè, tem nó rồi ba nè. Có một lên luôn à. Có một thằng thiên nhẫn nha, đi lẻ chết cái chịu nha, nó rồi nha. Có thiên nhẫn á. Để cho nó móc tôi chết đi, tôi năng nảy á. Ok. Được. Được. Ok. Tao đi đâu đây? Lên lên lên. Chưa. Tem nó rồi ba nè. Tem ba nha, ở ba nha. Qua ba luôn nè. Qua luôn. Dòng này dòng hai thằng nè. Thằng kia lướt rồi nè. Rồi xong rồi. Ôi bắt đồ yêu. Ơi có thiên nhẫn nha. Mua đồ không? Mua đồ đúng rồi, qua bên kia mua đồ mất mới phải chạy về đây anh em. Qua kia mua đồ luôn. Coi chừng thiên nhẫn nha, thiên nhẫn móc lớp á. Nó móc thằng nào máu đầy chứ máu tôi máu trâu. Giờ sợ gì ta? Okay. Tụi đa đứng vô quái đi, còn có 7 ít của không, mẹ. Bình gì cử. Để nó móc tôi chết giùm cái ba. Đúng rồi, để móc chết giùm cái. Đây, nó ở dưới 5 nè, nó lên. Nó lên kìa, Đây, rồi, quất luôn. Chạy đâu. Chạy được rồi. Mắc rồi, cái xe tôi giết con cua gì. Rồi, thằng cuối ai giết cầm. Ơi. Ủa, thằng cuối là gì ta? Thằng cuối à thằng lẻ nha. Đây, Ngami nè. Ngami chính nè, nhanh lên, chính nè. Rồi xong. Chết rồi. Rồi ok, cuối cùng cũng đã móc lớp được anh em. Móc lớp được cái team rất là mạnh là Dương Môn thí với lại con Long Tước. Nói chung team đó mạnh cực kỳ, mình cũng xém chết luôn, phải nồi luôn anh em. Móc lớp được. Nói chung là thiên nhẫn là đi rất là ngon. Quá ok luôn, anh em nên chọn thiên nhẫn đi với cái team mà team 3 như thế này. À, cái người hiên nhẫn là phải nói li lịa luôn nha, không thôi là chúng ta sẽ không có thông báo được tình hình là ngáo luôn á. Ờ à, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em, và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.